kê, chất bản karaoke. Đặc biệt là ông chủ Hải cũng là một người rất là đam mê âm thanh. Trước bên em yêu đã thi công lắp ráp tại nhà xếp tổng bộ karaoke VIP rồi. Hôm nay thì lắp tiếp một quán này thì để phục vụ cho khách. Ánh cả hệ thống tách cây nhá. Họ cho em nhìn bên em sớm tối lòng chiều, còn anh chỉ là giống như người đã hoang qua. Hải Phòng đi ăn chơi rồi. Đã chào anh. Nhìn vẫn xa với anh phố. Vậy chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Ôi, quá view đẳng cấp luôn. Rồi, lan được kết nối với bạn Mister luôn. Cô đơn mình anh vẫn yên. Đậm thắm niềm đêm, yêu em chẳng cần đóng thêm. Vậy mà em đến đây uống một cốc bia chỉ 10.000 thôi, nhưng mà nghe nhạc hát karaoke thưởng thức những nhạc sĩ đánh nha. Cắm đàn cho anh ấy luôn. Ok. Đây hệ thống dàn máy bên em thi công lắp ráp cho này. Ok. Cho xúc thích tòa đây. Anh em nào mà muốn đầu tư nhớ quán ba bia karaoke liên hệ em nhá. Nữa thì không biết nói hết, cảm ơn em Hải cũng như quán bia Facebook Club này nhá, địa chỉ số 1 sạc 72 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng đã ủng hộ Hiền Miêu. Đặc biệt là chúc cho quán là phát triển thành công mùa hè này thì làm rực rỡ đông khách nhá. Và anh em đến đây uống bia thì con miệng là thẩm âm thanh Hiền Miêu thì liên hệ nhá. Xin chào anh em nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tìm đắm đưa theo gió mình thương nhau về thời xưa. Quá hay luôn. Ok nha. Rồi ok. Anh nhà tới nhở? Quán bia phễu này, đồ ăn thì cực ngon. Đến đây anh em giao lưu hát karaoke tuyệt vời luôn. Nếu chiều nay nhớ phải là thì xuân năm nay xuân sẽ buồn sẽ chẳng biết là anh em buồn mấy người mai già và mùa xuân quên mặc áo mới hẹn hò xa phương cả lẩu đủ món anh em nhá. Dù sao anh cũng buồn, mùa xuân đã chín rồi. Địa chỉ 172 Văn Cao, Hải Phòng. Anh em ăn uống đây à, hát hòa miễn phí thì đỡ phải đi quán karaoke luôn. Và mùa xuân đó có em vì xuân rất đẹp, anh không biết chân về lúc nào, lời đi đông đưa theo gió mình thương nhau mấy cuộc sống rồi mà đóng à. Bạn này mưa thì lại kéo vào này. Không gian view quá đẹp luôn.